Con thứ sáu này là dùng dây kéo á, nó kẹt. Con thứ sáu này nó bự, nó kẹt cứ ngắt luôn các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay á, thì sẵn có con heo đẻ thì mình quay cho các bạn xem. Thì lâu rồi mình không có quay clip heo đẻ cho các bạn, đã cũng gần 3 tuần rồi đó. Thì bây giờ hôm nay á, thì có một con heo tơ nhưng mà bụng nó cũng to. Thì sẵn có con heo này á, thì mình quay cho các bạn xem. Hồi chiều giờ á, là mình ra vô á, là mình thăm nó có sữa rồi nhưng mà nó chưa có đẻ. Hiện tại bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi nhưng mà nó chưa có đẻ nữa, thì để một tí nữa nó đẻ thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì các bạn xem clip của mình á, các bạn thấy hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh mình trong thời gian qua nha. Thì mình đi ra đi vô mình kiểm tra, nãy giờ mà mình không thấy nó xanh, tới 10 giờ 20 thì mình đi ra mình bên ngoài á thì mình thấy có một con nó xanh rồi nè. Con heo này là con heo tơ nha các bạn. Mình cho các bạn xem bụng nữa nè, để các bạn đoán thử là bao nhiêu con nha. Heo tơ bụng to nha các bạn. Mình gợi ý cho các bạn là dao động là từ 12 đến 15 con. Thì các bạn dự đoán với mình xem là con heo này sanh được khoảng bao nhiêu con nha. Đây là heo tơ lứa đầu. Đó, nó sanh ra được một con rồi đó, tự sanh nha. Rồi bắt đầu nó gặn con thứ hai nè. Để mình chuẩn bị đèn ấm đi, rồi sọt cho nó, rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Còn bên đây là mấy bầy mà nó sanh được, bầy này là được 2 tuần nè. Bầy bên đó là chắc được khoảng 17-18 ngày. Mấy bầy này nó mê bú nè các bạn. Đó. Cái này khoảng 17-18 ngày nè. Còn bầy này là 14 ngày nè. Nó bú, con này nó ra xong, nó bú xong, nó no rồi nó nằm nó ngủ nè. Mình cho các bạn xem cái con mà ngày 4 tháng 7 của mình nó đẻ nè. Cái con này hồi đợt Tết đó các bạn là có hai con, một con đẻ 18, một con đẻ 20 đó. Là mình không có nhớ là cái con này nó đẻ 18 hay 20 nữa. Đó, lịch của nó là ngày 4 tháng 7 đẻ nha. Các bạn nhìn xem cái bụng đó nè. Bây giờ 10 giờ tối mà cái bụng đó nè. Nó ăn hồi chiều rồi, nó ăn hồi lúc 3 giờ chiều rồi. Bụng nó to vậy đó các bạn, chứ không phải là nó ăn no nó bụng nó vậy đâu. Bầy này thì mình chuẩn bị tách bầy nè. Bầy này to lắm, bầy này khoảng 8-9 kg hết rồi đó. Bầy này 28 ngày, 29 ngày vậy rồi. Rồi quay trở lại với con này á, thì mình sẽ bắt con này, mình buộc cuốn nó, rồi mình cho nó vào sọt nha. Rồi mình đợi những con khác ra xong đi rồi hả, cho nó bú một lượt luôn. Ở đây thường thường là heo đẻ nhiều thì mình sẽ chia ra hai tớp nha các bạn. Quên nữa, hồi sáng cái con mẹ của nó là nó chui cái đường này nè các bạn. Đó, nó thọt cái đầu nó ra được đó, nó chui đó. Sáng mình ra là mình thấy nó nằm đây rồi. Mình cho các bạn xem lúc sáng nó ra nó nằm nè. Đó, lúc sáng nó ra nó quậy nè. Nè, cái này mình cắt xong rồi mình chưa cái hàng lại nè. Buổi sáng á, là nó ra một lần rồi, là mình lùa lại một lần rồi. Buổi trưa khoảng 2 giờ chiều là nó chui ra một lần nữa. Là hên cái này là mình chưa có hàng lại. Là mình cũng phòng ngừa nó để tối nay coi nó có vấn đề gì hay không đó. Rồi ngày mai mình mới hàng lại. Cái con thứ hai này nãy giờ mình đợi nó lâu lắm các bạn. Nó thấy con mẹ là gặn 5-6 cái là mình biết là nó bị kẹt rồi. Mình đưa tay vô thì gặp nó xuống được nửa đường rồi. Nó ra đầu trước. Mình dùng hai ngón tay mình bấm hàm răng trên của nó. Mình kéo từ từ theo nhịp gặn của con mẹ. Con mẹ gặn thì mình kéo. Con mẹ ngưng thì mình ngưng nha. Còn con mẹ nó ngưng rồi á, mình cố gắng kéo thì nó cũng không đi đâu nha các bạn. Heo mình được hai con rồi nè các bạn. Đó, cái con nhỏ nhỏ này là cái con mới ra sao nè. Con này là mình móc nè. Rồi mình quay bụng nó cho các bạn xem nè. Đó, con heo mẹ nó bụng rất là to luôn nha. Đây là cái heo tơ. Xương chậu nó thì không có nở lắm đó các bạn. Nó tạm được thôi, chứ chưa gọi là nở lắm đâu. Nhưng mà được cái là nó sanh con rất là nhỏ luôn. Con nhỏ mà bụng to thì các bạn đoán đi bao nhiêu con nha. Nó chuẩn bị gặn con ra nữa nè các bạn. Đó, cái nước ối nó ra là heo con chuẩn bị ra nữa nha. Nè các bạn nhìn heo con ra nè. Đó, đó nó đậy, động đậy đó. Động đậy đó các bạn thấy không. Rồi ra luôn, ra giò trước nha các bạn. Đó, heo con rất là nhỏ luôn nha. Nếu mà cái đàn của mình á, heo con mà nó ra cỡ này á các bạn, là mình đoán là dao động là từ 14 đến 18 con là có nha các bạn. Heo tơ nha. Con này là con hai máu nha các bạn. Con này là heo của đời hết hai máu nha. Heo này là heo chạy chứ không phải là heo công ty. Heo này là mình bắt heo con của chạy rồi về mình phối chứ không phải là heo công ty nha. Rồi bây giờ được ba con rồi, để mình buộc cuốn mình cắt mình xử lý con này trước đi.
Rồi đây là con thứ ba mình để trong sọt chung với chị em nó đi nha. Ba con rồi. Heo mình đang chuẩn bị gặm con thứ tư nha các bạn. Đó, con thứ tư ra nha. Để mình bứt dây rúng nó. Đây nè các bạn, cái con thứ tư nè là nó nhỏ nhất trong bốn con luôn đó. Nhưng mà nãy giờ mình thấy con mẹ nó gặm 4 5 cái nó mới ra đó. Bây giờ mình sẽ buộc rúng rồi mình bỏ vô sọt mình giữ ấm cho nó trước nha. Nái của mình nãy giờ sanh được 4 con rồi các bạn, nhưng mà bụng nó còn to lắm. Thì các bạn cứ bình luận xuống là đón xem là con nái của mình là nó sanh được bao nhiêu con nha. Đó các bạn nhìn thấy không, cái bụng đưa ra rồi còn nhô nhô to lắm. Mấy bầy gần kia nó nhìn nó bú kìa. Đây nè, hai bầy nó giành bú nè các bạn. Đây một bầy, kia một bầy nè, to lắm. Trong video các bạn thấy nhỏ chứ ngoài nó to dữ lắm luôn á. Nó ăn mạnh lắm. Đây heo mình con thứ sáu ra nè các bạn. Con thứ sáu này là dùng dây kéo á, nó kẹt. Con thứ sáu này nó bự, nó kẹt cứ ngắt luôn các bạn ơi. Nãy giờ kéo hơn nửa tiếng nó mới ra đó. Mình kéo lúc đầu á là ở đây nè, là mình đưa dây vô không được, cái đầu kéo ra gần tới đây nè, bắt đầu mình đưa dây vô được đó. Mình mới kéo ra luôn đó. Để bây giờ mình bứt dây rúng nó mình xử lý trước nha. Nãy giờ nó cũng lâu lắm rồi, kéo mà móp tay luôn á. Con này con to mà con cái nữa các bạn. Con này kéo nãy giờ là cực lắm luôn á, sức mồ hôi luôn á. Có một anh cũng đang đỡ đẻ với mình, cũng gặp trường hợp khó giống như mình vậy nè. Nãy mình mới chỉ ảnh xong, bắt đầu mình quay qua mình kéo heo của mình nè. Mình xin lưu ý lại với các bạn nha, khi mà heo của các bạn có một con nó đã kẹt rất là lâu rồi, hoặc là có một con nó đẻ bình thường nhưng mà rất là lâu luôn, thì các bạn đưa tay vô các bạn can thiệp, các bạn đã kéo ra được một con rồi á, thì các bạn rửa tay lại sạch rồi các bạn đưa vào kiểm tra coi là có con nào xuống nữa hay chưa. Thường thường á là nó gặn rồi á, rồi nó gặn nó đẩy con nó rồi, mà con nó gặn hoài mình không ra là con khác nó đẩy xuống nữa, nên các bạn phải kiểm tra lại lần hai cho chắc nha các bạn. Đối với mình bây giờ mình sẽ kiểm tra lại lần hai nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra con heo lần hai để cho các bạn xem nha. Khi mà con heo nó nằm như vậy á, các bạn không đọc tay vô nha, các bạn thọt tay vô nó đứng lên á là cái tay của các bạn tiêu luôn đó. Bây giờ để mình cho bụng để cho nó nằm xuống, các bạn cứ so bầu vú của nó là tự nó nằm xuống à. Các bạn cứ so bụng đi, so bầu vú là tự nó nằm xuống à. Rồi mình đút vô, đút từ từ thôi, các bạn chấm tay lại, các bạn đút từ từ thôi nha. Có con này nó ra gần tới rồi nè các bạn. Mình kiểm tra gặp rồi các bạn, bắt đầu mình tiếp tục mình kiểm tra một lần nữa, là kiểm tra con thứ ba nữa nha. Mình kiểm tra cái con thứ ba này á là vô sâu rồi. Mình kiểm tra, mình kéo con này ra nữa thì mình không kiểm tra nữa nha.
Heo mình có một con nó ngọt mà nó dồn quá trời luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn, nó kẹt có một con, một còn nó dồn hai ba con luôn nè. Đây, ở đây mình quay cho các bạn xem nè. Lúc nãy là heo của mình nó đẻ được 6 con rồi. Bắt đầu móc một con bự là con thứ 7. Đây nè các bạn. Cái con bự nhất trong bầy á là con thứ 7 á, cái con đứng đó là bự nhất trong bầy là con thứ 7. Con thứ 7 có bắt đầu nó ra một con khô thai là con thứ 8. Con thứ 9, con thứ 10, con thứ 11. Đó, heo mình bây giờ hiện tại là được 11 con rồi. Có một con khô thai là còn 10 con nha. Mà bụng nó vẫn còn các bạn. Cái bụng chỗ này nè nó vẫn còn nhô nè, còn con. Rồi để mình theo dõi một tí nữa coi như thế nào nha. Các bạn lưu ý nha, các bạn khi mà các bạn gặp trường hợp khó giống như mình vậy đó. Nó khoảng một tiếng mấy rồi mà nó không ra. Nó không ra nhưng mà mình đưa tay vô kẹt, kẹt móc nó rất là cực luôn mà nó không ra luôn. Là lúc đó là con mẹ nó gặn là bắt đầu là cái ở trên chỗ đẻ của nó các bạn, là nó đẩy con kia xuống nữa là nó kẹt. Đó, các bạn móc cái con đầu tiên ra rồi thì các bạn phải kiểm tra lần thứ hai nữa xem còn con nào nó đẩy xuống nữa hay không. Nếu còn thì mình móc ra, nếu mà còn con thứ hai rồi, bắt đầu con thứ hai các bạn xử lý xong, các bạn kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo là nó không còn con nào nữa. Chứ nó dồn xuống là nó dễ bị ngợp nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi để mình xử lý ba con này xong đi rồi một tí nữa mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Rồi mình quay cho các bạn xem là heo của mình nãy giờ nó đẻ được 10 con, có một con khô thai. Bây giờ trong đàn của mình là còn 9 con nha các bạn. Nè các bạn xem coi phải là 9 con hay không nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Tổng là 9 con nha, trong sọt nha. Rồi để một tí nữa con heo mẹ nó đẻ tiếp á thì mình quay cho các bạn xem thêm. Heo mẹ nó cái bụng nó vẫn còn các bạn. Các bạn theo dõi hết clip của mình như thế nào nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi tổng cộng là 9 con nha các bạn, để mình bắt xuống cho nó bú. Heo của mình mới thả ra cho nó bú trước nè các bạn. Đây là 9 con nha. Rồi đợi một tí nữa còn con nào nữa thì mình cho nó bú sau. Đó, bầy bên đây nó thức rồi, bây giờ là nó dành nó đòi bú mẹ nó rồi đó, nó đòi ăn rồi đó. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Con heo mình thấy nó gặn mà nó gặn không ra các bạn ơi. Con heo này chắc mình móc cái đường dẫn con ra là chắc nó bị sưng rồi. Là bây giờ chắc nó gặn là không ra đâu. Chắc mình phải can thiệp để mình móc ra hết rồi các bạn. Để bây giờ mình kiểm tra coi còn con nào hay không nha. Heo mình hiện tại là được 10 con rồi. Ngọt một con, khô thai một con là 12 rồi đó. Bây giờ để mình kiểm tra coi là heo của mình cho nó còn con nào nữa không. Nó ra tới đây rồi nè các bạn, nó ra dò trước tới đây mà nó gặn không ra nữa. Mình nghĩ chỗ này chắc có sưng rồi, nó gặn không ra không nổi rồi.
đây nó không dặn là mình không kéo nè, mình kéo cũng không ra được, tội nghiệp cho con đau dò nó. Mình đợi nè, mình đợi nó dặn rồi bắt đầu mình kéo. Con này muốn ngọt luôn rồi các bạn. Sơ cứu cho nó. Để mình quay mấy con mình mới móc ra cho các bạn xem nè. Có một con nó yếu nữa mà không biết làm sao nữa. Cái con này nó yếu quá. Nó thở kìa các bạn. Đó, nó nằm nó thở kìa. Hai con này thì khỏe. Rồi bầy heo của mình á, tổng đàn là 12 con sống nha. Ở đây 9 con chứ trong đó 3 con là 12 con. Một con ngọt là 13. Một con khô thai là 14. Rồi để mình chờ một tí nữa coi là còn con nào nữa hay không nha. Mình nghĩ là chắc nó có thể là còn một con nữa đó các bạn. Rồi heo mình đến 6 giờ sáng hôm nay là đã sanh xong rồi các bạn, nhưng mà nó chưa gai nhau nha. Mấy cái bầy này nó bú quá trời nè. Đó, bầy này to, hai bầy này chênh lệch có 3 ngày thôi mà nó chênh lệch nè các bạn. Do con mẹ này là nó ăn ít lắm. Mình nó sanh sao lắm. Heo của mình hiện tại là sanh được 14 con, khô 1 con, ngọt 1 con. Rồi bên đây là yếu 1 con nữa các bạn. Con yếu này là hao rồi nha. Hiện tại là heo mình chỉ còn có 11 con thôi. Mình tính đâu là được nhiều cái để mình thay cái đàn nái của mình. Mà lần này nó có được 3 con cái các bạn, còn nhiêu là được không? Mấy con ngọt cũng được luôn các bạn. Chỉ được 3 con cái thôi, mà 3 con cái đó thì tới lớn lên để xem tướng tá rồi vú của nó coi là có để được hay không nha. Cái này là đợi hết 3 máu. Ủa, cái này là đợi hết 2 máu. Heo con cũng là đợi hết 2 máu luôn. Chỉ có 3 con cái thôi. Còn mấy bầy này thì quá trời cái luôn. Mà toàn 3 máu, 4 máu không à. Heo mình nè các bạn. Hôm nay là 19 ngày nè. Ăn sành sỏi hết rồi. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thank you.